Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS, và đây là một cái series rất đặc biệt đó, và Sơn sẽ tạo ra và hướng dẫn cho bạn từ A đến Z cách để làm sao bạn có thể kiếm được 10.000 đô la thu nhập với lĩnh vực Affiliate Marketing và Make Money Online. Và trong video thứ hai này thì Sơn sẽ quay lại và hướng dẫn cho các bạn về 9 tư duy quan trọng dành cho những người kiếm tiền trên mạng. Đó, các bạn đang làm về Affiliate Marketing và MMO, các bạn cần phải biết về nó. Đây cũng chính là những cái tư duy mà Sơn thấy được rằng những guru ở trên thế giới và cũng như những người thành công tại Việt Nam, họ đã đúc kết lại được những cái tư duy này, và không những nó chỉ áp dụng vào trong lĩnh vực về Affiliate Marketing mà bất kỳ lĩnh vực ngành nghề nào thì những cái tư duy này nó cũng sẽ đúng. Nên Sơn mong rằng khi mà các bạn xem video này thì các bạn hãy xem nó từ đầu đến cuối, và mình hãy học tập một cách nghiêm chỉnh. Hãy ghi chép nó lại những cái từ khóa mà bạn cảm thấy nó đúng, chính xác đối với bạn. Và đây cũng sẽ là một cái bí quyết để nó sẽ đi cùng với bạn mãi theo thời gian. Đó, để làm sao đó bạn sẽ có một cái nền tảng gốc rễ thật là vững chắc. Nên ở đây chúng ta sẽ không có bàn về cái việc là kiếm tiền nhanh hay là làm giàu nhanh, mà chúng ta hãy cần phải xây cho mình được những cái gốc rễ từ phía bên dưới này. Sau đó thì cái cây nó lớn lên và nó đâm hoa trái ngọt thì nó sẽ bền vững. Được không các bạn? Thì Sơn nó sẽ đi vào cái video ngày hôm nay ngay. Và bằng hết cái khả năng của Sơn thì Sơn sẽ truyền đạt lại những cái câu chuyện, những cái bài học và những cái quan điểm cá nhân của mình để làm sao mình có thể thành công được trong lĩnh vực này. Và với vai trò là một người đã đi trước đó, thì bây giờ Sơn là một người dẫn đường, Sơn hướng dẫn cho các bạn lại để làm sao đó bạn có thể thành công được nhanh hơn so với cái quá trình mà Sơn đã làm được. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy chuẩn bị giấy và bút để chúng ta ghi chép lại những cái điều rất tuyệt vời ngày hôm nay. Thì 9 cái tư duy quan trọng để chúng ta có thể thành công được với lĩnh vực về kiếm tiền trên mạng, Affiliate Marketing hay còn gọi là Make Money Online ở đây. Thì cái tư duy đầu tiên đó là chúng ta phải có một cái tư duy, chúng ta không có cái chuyện là kiếm được tiền nhanh chóng và nhanh thành công được. Không, bởi vì Sơn chia sẻ với các bạn thực sự rằng đôi khi có thể là do bạn may mắn, bạn nhanh chóng mà kiếm được vài chục triệu thu nhập sau một vài ngày. Đó, thì câu chuyện này hoàn toàn có, nhưng nó sẽ không phải là một cách kiếm tiền bền vững và dài hạn. Không, mà các bạn vẫn cần nó phải xây dựng cho mình một cái gốc rễ thật là vững chắc, thì nó mới sẽ giúp cho các bạn đi được đường xa, đường dài được. Và Sơn đã nhìn thấy được rằng những người mà thành công được trong lĩnh vực MMO thì tỷ lệ nó chỉ có khoảng 1-5% thôi. Tức là có khoảng 100 người làm thì đâu đó nó chỉ có 1% người họ thực sự thành công. Nhưng những cái người mà thực sự thành công này thì thu nhập của họ nó khác biệt hoàn toàn so với 99% người còn lại. Khác biệt hoàn toàn, đây là sự thật các bạn. Những người thực sự thành công họ có thể kiếm được vài trăm triệu thu nhập một tháng, thậm chí lên tới vài tỷ thu nhập một tháng trong cái lĩnh vực về Affiliate Marketing MMO. Đó, thì làm sao để chúng ta có thể là khác biệt được? Đó, thì bây giờ cái tư duy quan trọng đầu tiên đó là chúng ta phải xác định một cái chặng đường dài. Không thể nào mà thành công trong một đêm, hai đêm được, mà chúng ta vẫn phải có một cái lộ trình đầu tư cho đó 3 tháng hay là 6 tháng. Thậm chí là các bạn sẽ dành cho nó là 1 năm, 2 năm. Và cái con đường này bạn sẵn sàng, bạn nghĩ ban đầu có thể nó là một cái nghề tay trái của bạn. Bạn làm nó sau thời gian đã làm việc ở trên công ty, trên cơ quan, hoặc là sau những cái lúc mà bạn đi học ở trên trường về. Thì đến lúc buổi tối, những cái lúc mà bạn đã dành cái thời gian nhàn rỗi của mình, thì ban đầu có thể nó là nghề tay trái, nhưng mà dần dần nó sẽ là cái nghề tay phải của bạn, và nó tạo cho bạn một cái thu nhập khủng khiếp rất là lớn. Thì chúng ta phải xác định rằng chúng ta có cái khoảng thời gian, cái lộ trình và chúng ta đầu tư cho nó thật là rõ ràng. Đó, và không có chuyện là kiếm được tiền nhanh. Đó, thì đây là một cái tư duy của một cái người mà họ sẽ xác định đi đường dài. Đi đường dài, đúng không ạ? Rồi, cái tư duy số 2 mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó là chúng ta cần phải chịu khó học hỏi, và tìm cho mình một người thầy dẫn đường. Đó, cái điều này là cái điều mà Sơn lúc ban đầu Sơn làm thì Sơn lại không có điều đó. Đó là người thầy dẫn đường. Còn bản thân mình rất là chịu khó học hỏi. Đôi khi ở trên internet tại Việt Nam nó không có những cái thông tin về kiếm tiền online, về Affiliate Marketing, không ai hướng dẫn cho mình hết. Thì mình đều phải lên trên Google, rồi xong mình sử dụng cái phần mềm đó là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt để mình học từng buổi tối một, từng buổi tối như vậy. Có những ngày mình bỏ ra 14 tiếng, 16 tiếng để mình làm việc, và mình tập trung vào hết sức mình để mình coi xem những cái kiến thức mới nó như thế nào, và sau đó thì mình luyện tập và mình làm việc với nó. Thì đó là mình phải có cái tính là chịu khó học hỏi và tự học. Đó, thì cái này nó sẽ là một cái đền đáp cho bạn xứng đáng trong tương lai. nó đền đáp rất xứng đáng cho các bạn trong tương lai. Có thể là ban đầu bạn làm bạn kiếm được 100 đô, 500 đô, 1.000 đô, nhưng nó sẽ là cái nấc thang, nó sẽ đi lên chứ không phải là giống như mức lương của chúng ta. Mức lương thì nó chỉ leo thang bộ thôi, nhưng mà các bạn thấy là vật giá thì nó leo thang máy. Nên nếu như bây giờ chúng ta không có một cái phương tiện tốt hơn thì chắc chắn rằng là cái thu nhập trước giờ của mình nó sẽ không bao giờ để cho mình thoát khỏi cái công việc hiện tại và giúp cho mình có một cuộc sống tự do được. Đó nên chúng ta cần phải chịu khó học hỏi và tìm cho mình một người thầy dẫn đường. Thì không biết rằng các bạn đã có một cái người thầy của mình hay chưa? Nếu như các bạn có rồi, các bạn có thể comment bên dưới video này. Trong cái lĩnh vực về Affiliate Marketing, kiếm tiền trên mạng thì cái người thầy dẫn đường của bạn là ai? Có thể comment bên dưới video. Và Sơn chia sẻ trước, đó là video này Sơn đã chia sẻ rất là chi tiết, nên có thể là nó sẽ rất là dài. Sơn mong rằng các bạn hãy coi từ đầu đến cuối video để mình có một cái góc nhìn rõ ràng nhất. Và cái tư duy số 3 này là tư duy vô cùng quan trọng, đó là mình phải tham gia 100% cái hành trình. Tham gia 100% hành trình là sao? Đơn giản thôi. Hôm nay bạn coi video này, bạn đã xác định là tôi sẽ ăn hết cái kiến thức này, khối lượng kiến thức này, thì mình sẽ coi từ đầu đến cuối xuyên suốt và tham gia với 100%, chứ không có phải là chúng ta xem cho được 50% sau đó chúng ta làm việc khác, hay là chúng ta coi đến 90% rồi sau đó thì còn 10% thời lượng cuối cùng rồi thì lúc đó chúng ta tắt đi, chúng ta làm một cái việc gì khác. Thì như vậy các bạn vẫn chưa thể nào các bạn đã chơi với 100% được. Mà các bạn hình dung như vậy này, trên một cái chặng đường đua, trên một chặng đường đua thì bây giờ cái người chạy marathon ai là người đạt được huy chương? Nếu như cái người mà chạy đến gần tới đích sau đó họ bỏ cuộc thì họ có đạt được huy chương không? Chắc chắn là không rồi, đúng không ạ? Thì chắc chắn là cái người phải là chạy vượt đích, phải đi ít nhất là phải 100% thì họ mới nhận được cái huy chương. Chứ nếu như bây giờ mình chỉ chạy đến 99% cũng không thể nào mà đạt được huy chương, đúng không ạ? Thì chúng ta phải vượt đích. Thì ở đây ai là những cái người mà họ, các bạn sẵn sàng vượt đích thì các bạn có thể là comment bên dưới video này là tôi sẵn sàng vượt đích. Đó, thì đây là cái cam kết nha, tại vì cái series này thì Sơn tin chắc là sẽ rất là dài, để bây giờ các bạn nó tạo được thu nhập từ 0 đồng cho đến 10.000 đô la thu nhập. Thì chúng ta cần phải có một cái cam kết với nhau, đó là cam kết sẽ đi hết chặng đường và với một tư duy là vượt đích, chơi hết 100%, đúng không ạ? Thì các bạn nào cam kết, các bạn có thể comment bên dưới là các bạn cam kết điều này. Đó là một cái điều mà giúp cho các bạn thành công. Đây là một tư duy rất quan trọng, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến tư duy số 4. Tư duy số 4 đó là các bạn cần phải xác định cho mình rõ ràng một cái mục tiêu. Và đây là một mục tiêu nó dài hạn một chút, nó không phải là theo ngày, theo tuần hay là theo tháng nữa, mà cái mục tiêu này nó có thể là 1 năm, 3 năm tới. Thì bạn hãy thử nghĩ xem 1 năm tới bạn sẽ trở thành ai? Không, bạn nó sẽ có cái tài sản như thế nào? Bạn sẽ có xe như thế nào? Bạn sẽ có nhà như thế nào? Bạn sẽ có thu nhập bao nhiêu một tháng? Đó, và bạn nó sẽ có được cái cuộc sống trong mơ như thế nào trong 1 cho tới 3 năm tới. Thì bạn đã có khi nào bạn ngồi nghĩ như vậy chưa? Nhân tiện cuốn sổ của bạn, bạn hãy viết xuống cái câu hỏi này. Viết xuống câu hỏi là tôi muốn trở thành ai trong 1 tới 3 năm nữa, không? Về thu nhập, về mức sống, về gia đình, con của mình học ở đâu, rồi là mình sẽ có căn nhà làm sao, xe như thế nào. Các bạn hãy cách cho một khoảng trống, sau đó các bạn hãy điền nó vào sau khi kết thúc video này, được không ạ? Rồi, đó là chúng ta cần phải xác định rõ mục tiêu. Và cái mục tiêu này không phải là nó phải rõ ràng ra, chứ không phải là tôi muốn giàu có, tôi muốn kiếm được nhiều tiền, mà nhiều tiền là bao nhiêu tiền, bao nhiêu thu nhập một tháng thì các bạn cần phải ghi rõ ràng ra thành con số, được không ạ? Thì cái mục tiêu này nó là cái kim chỉ nam và nó là cái bản đồ, nó sẽ dẫn dắt các bạn để mỗi khi mà các bạn đã cảm thấy đó là mình bị nản chí này, hay là mình bị stress này, thì đó là cái điều là mình sẽ hướng đến, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ tới cái tư duy số 5. Đó là tư duy số 5 là thất bại càng nhiều thì thành công sẽ càng bền vững. Không? Thất bại càng nhiều, thành công sẽ càng bền vững. Tại vì trước giờ chúng ta chỉ suy nghĩ rằng là chúng ta cứ làm là phải có thành công ngay. Chứ theo như bạn có được như vậy không ạ? Chắc chắn là rất là khó. Thì chúng ta cần phải trải qua rất là nhiều cái thất bại, rất là nhiều cái gian truân, thì lúc đó mới tới được cái thành công. Nên nếu như bây giờ chúng ta thất bại càng nhiều thì thành công nó sẽ càng bền cho các bạn. Và Sơn đã đọc một cuốn sách, trong cuốn sách đó có nói một cái điều, đó là hãy ngã thật là đau, hãy ngã thật là nhanh, không, và đứng dậy thật là nhanh. Hãy ngã thật là đau và đứng dậy thật là nhanh. Có nghĩa là họ thậm chí là đây là khuyến khích cái điều thất bại đến với mình thật là nhanh đi, thậm chí là cái thất bại nó phải là lớn đi, để đến khi mà mình thành công thì mình lúc đó mình sẽ đứng một cái cách nó vững chãi hơn rất là nhiều. Nên không có chuyện là tự nhiên mà các bạn làm một phát các bạn thành công từ đầu đến cuối. Mà cái người mà thành công trong một cái cuộc phỏng vấn thì người ta hỏi rằng là tại sao ông lại có được sự thành công giống như vậy, thì ông mới chia sẻ rằng là bởi vì tôi đưa ra quyết định đúng nên tôi thành công. Thì cái người phỏng vấn người ta lại hỏi là tại sao ông lại đưa ra quyết định đúng, thì ông ấy trả lời là đó là vì tôi đưa ra nhiều quyết định sai. Tôi đưa ra nhiều quyết định sai nên tôi mới đưa ra được quyết định đúng, và trong nhiều quyết định đúng đó thì giúp tôi thành công được, chứ không phải là tự nhiên tôi thành công. Thế nên các bạn thấy không, những người thành công thì họ đều vấp ngã hết, họ đều có những cái khó khăn trong cuộc sống, và ai cũng như vậy thôi, không có ai là khác hết, không có ai là tự nhiên phát là tự nhiên thành công ngay, mà ai cũng phải trải qua bấy nhiêu cái thất bại thì họ mới có được thành công. Rồi bây giờ chúng ta đến cái tư duy số 6, đó là đôi khi cái điều khiến mà bạn thất bại đó là chúng ta lười, là biếng, trì hoãn. Các bạn có như vậy không ạ? Thì cái điều đây các bạn cần phải thay đổi, là cần phải hành động. Phải làm thật nhiều đấy. Nên các bạn ví dụ nhá, bây giờ các bạn làm một lần chưa thành công đúng không? Làm lần thứ 2, làm lần thứ 3, làm lần thứ 5, làm lần thứ 10, làm lần thứ 100, làm lần thứ 500, làm lần thứ 1000. Thì cái điều đó nó sẽ giúp cho bạn nó dần dần tiến tới vạch đích của thành công. Người ta nói ông Edison ông ấy phát minh ra cái dây tóc bắn bóng đèn thì khi mà cái bóng đèn nó chưa có sáng được và ông phải thất bại tới 10.000 lần. Và cứ mỗi một lần ông thất bại thì những người khác lại chê cười, lại chỉ trích ông ấy. Nhưng ông ấy nói rằng cứ mỗi một lần tôi thất bại thì đó là mỗi một lần tôi đang tiến tới sự thành công. Và ông phải thất bại tới 10.000 lần. Thì các bạn có sẵn sàng có thất bại với số lần như vậy không? Hoặc là chỉ là 1/10 thôi. Thì các bạn cũng đã đạt được cái sự thành công rồi, những cái thành tựu đó. Thì đây chúng ta cần phải hành động thật là nhiều lên. Ví dụ như bây giờ các bạn đăng một bài viết chưa có ai tương tác các bạn cả, thì bây giờ các bạn nó cần phải đăng tiếp rồi sau trong quá trình đăng mình học hỏi từ người khác, mình coi xem cái hình ảnh của họ đăng như thế nào, cái video của họ làm ra sao, âm nhạc họ chèn vào ra làm sao, rồi cái bài viết của họ có điều gì hay. Thì mỗi lần như vậy chúng ta cải tiến và chúng ta lại làm tốt hơn cái lần trước đây của mình. Đó, phải liên tục hành động thì chúng ta mới có được cái sự thành công được. Và trong mỗi lần hành động như vậy thì các bạn lại tìm ra được những cái ý tưởng mới, những cái điều sáng tạo hơn, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ là điều số 6 rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ còn 3 điều nữa. Thì các bạn có sẵn sàng là mình tiếp tục để mình nghe tiếp 3 điều này không ạ? Và Sơn tin chắc rằng trong chuỗi cái series này giúp bạn từ con số 0 để bạn đạt được mục tiêu là 10.000 đô la thu nhập thì nó sẽ còn rất là nhiều cái phần hay, hấp dẫn, tuyệt vời nữa mà nó đến cho các bạn. Và những cái kiến thức này ở bên ngoài kia đôi khi thậm chí là Sơn đã dạy cho những người khác, những người chủ doanh nghiệp các bạn. Những người chủ doanh nghiệp họ sẵn sàng họ chi trả cho Sơn cái số tiền là từ 10.000 đô cho tới 15.000 đô để họ học được những kiến thức này. Đó, và Sơn nghĩ mãi, và cũng có nhiều đêm là Sơn rất là khó ngủ. Thì cái điều mà mình đang làm, cái mục đích là gì? Cuối cùng cái việc mình kiếm tiền là gì? Thì bây giờ mình kiếm được vài trăm triệu thu nhập một tháng rồi, thì bây giờ mình ăn cũng đâu có hết đâu. Nhưng bây giờ mình phải tạo ra một cái điều gì đó ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Nên Sơn nhiều đêm mình trăn trở như vậy. Mình thấy được rằng tôi nhất định phải làm cái bộ video này cho những người khác nữa. Không, bởi vì người Việt hãy đứng lên giúp đỡ người Việt, và chúng ta sẽ trở thành những cái người mà giỏi hơn và xây dựng đất nước. Nghe có vẻ rất là lớn lao nhưng mà cái điều đó là điều mà nó thôi thúc Sơn. Dĩ nhiên mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh, một cái điều khát khao riêng khác nhau, nhưng đó là cái điều khát khao của Sơn, nó cháy bỏng. Và rất là nhiều năm rồi các bạn, không phải bây giờ. Các bạn cứ thử tìm lại những cái video trước đây của Sơn trong quá khứ, các bạn mới thấy được rằng có những cái video mà Sơn quay video từ lúc 12 giờ đêm cho tới 5-6 giờ sáng, không? Và có cả tiếng con ếch nó kêu ếch ộp vào lúc 4-5 giờ sáng. Sau đó tới 5:30 sáng thì có con gà nó kêu ó ó. Các bạn để ý đi, có những cái video đó mà Sơn quay vào đúng thời gian dịp Tết nhé. Lúc đó là các bạn đã về quê ăn Tết rồi, các bạn đi chơi với cả người thân gia đình rồi. Thì Sơn ở lại công ty và Sơn làm thêm vào những cái dịp Tết như vậy. bởi vì đó là cái điều mà Sơn nó cháy bỏng, Sơn muốn giúp đỡ người khác. Đó nên Sơn quyết định Sơn làm cái bộ video này, và Sơn tin chắc rằng cái bộ video này nó rất là giá trị, nó rất là ý nghĩa, và nó sẽ giúp được cho hàng trăm người, chứ không có phải là cái việc Sơn làm là việc tào lao đâu. Và Sơn tin chắc điều đó. Sơn tin chắc rằng trong 1 năm tới, 2 năm tới, 3 năm tới sẽ có nhiều người gặp Sơn ở bên ngoài đời, họ lại quay ra họ cảm ơn mình, bởi vì có những cái thời điểm mà họ đã dành thời gian tâm huyết để họ coi cái video này. Và Sơn tin chắc là sẽ có những cái người như vậy. Trong vòng 3 năm tới, 5 năm tới cũng sẽ có những người như vậy. Không? Và cái điều đó là Sơn rất là tin tưởng. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau. Đúng không các bạn? Đúng không? Các bạn có tin tưởng Sơn sẽ giúp cho các bạn thành công không? Và Sơn đã giúp được cho rất nhiều bạn như vậy rồi. Thì cái người tiếp theo chính là bạn. Người tiếp theo chính là bạn. Rồi, điều số 7 ở đây, Sơn yêu cầu các bạn đó là các bạn cần phải kiên trì. Kiên trì với cái mục tiêu của mình. Mình đã xác định được rõ mục tiêu từ 1 cho tới 3 năm tới rồi, thì mình kiên trì với nó. Và mình làm nhất quán thôi, làm một việc duy nhất thôi. Chứ không phải là hôm nay mình thấy người này làm công việc A, mình thấy họ thành công, mình hay quá, hào hứng quá, rồi xong sau đó thì mình làm được khoảng 3 ngày, 5 ngày hết cái sự hào hứng đó thì mình lại nản chí. Sau đó mình bỏ cuộc, rồi mình lại tham gia vào một cái cuộc chơi khác, rồi xong mình lại hào hứng quá, sau đó thì mình lại nản chí, rồi mình lại bỏ cuộc và mình qua một cuộc chơi khác. Thì suốt đời bạn chỉ là đi theo sau người khác thôi, đứng núi này trông núi nọ, và không bao giờ thành công được trong bất kỳ công việc nào hết. Bởi vì luôn luôn trong cái quá trình bạn làm bất kỳ việc gì cũng sẽ có cái sơ đồ hình sin như vậy này, nó lên xong nó xuống, cái sơ đồ cảm xúc. Những ngày đầu tiên hào hứng, quyết liệt, cháy bỏng, đam mê, nhiệt huyết, thì những ngày sau nó lại xìu xuống. Nhưng cái người thành công thì họ luôn họ biết thúc đẩy cái năng lượng cho họ, họ push cái tinh thần của họ, hoặc là họ tìm ra được những cái đội nhóm tốt, họ tìm ra được những người bạn tốt, họ tìm ra được cái người thầy tốt để dẫn dắt họ. Nên nó bởi vậy trong cái chương trình coaching 1-1 của Sơn thì Sơn luôn là cái người mà mình push cho họ, cho những cái học viên của Sơn để làm sao đó họ luôn có được cái năng lượng tốt nhất. Và bên cạnh đó sẽ có những cái đội nhóm xung quanh, những người bạn, những cái người đồng hành để giúp đỡ nhau để phát triển hơn. Và liên tục như vậy, hôm nay có cái kết quả của người này đăng lên, tự nhiên hào hứng, quyết liệt, cháy bỏng, làm tiếp. Đó, thì như vậy nó push nhau lên được. Nên Sơn nói là cái ý nghĩa của một cái đội nhóm vững mạnh thì chúng ta phải có được cái đội nhóm như vậy. Thì cái chương trình coaching 1-1 này, đó là chương trình Sơn vô cùng tâm huyết và làm việc với họ mỗi ngày, không liên tục thúc đẩy, liên tục kêu gọi để cùng nhau làm việc. Thì đó là Sơn đã dẫn dắt một cái đội nhóm nhỏ như vậy trong chương trình coaching 1-1 hiện tại. Ok, thì đó là các bạn cần phải nhớ, để chúng ta thành công được thì chúng ta cần phải đúng, đủ và đều. Những cái điều mà Sơn chia sẻ cho các bạn đó là kiến thức đúng, những cái kỹ năng đúng và những cái dự án để giúp cho các bạn kiếm được tiền thật. Thì bây giờ chúng ta đã biết được điều đó là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm đủ công việc. Ví dụ hôm nay các bạn đặt ra mục tiêu, các bạn nó sẽ đăng bao nhiêu bài, các bạn nó sẽ tăng được bao nhiêu follower, các bạn nó sẽ tuyển được bao nhiêu referral, các bạn sẽ bán được bao nhiêu đơn hàng. Thì các bạn phải làm đủ cái mục tiêu mà bạn đưa ra mỗi ngày của bạn. Sau đó chúng ta phải làm đều. Không phải là ngày hôm nay bạn đã làm nhiều hơn, sau đó ngày mai bạn không làm được. Jim Rohn, bậc thầy của các bậc thầy, ông đã nói rằng ăn táo là một việc rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng không phải là hôm nay chúng ta ăn 7 quả táo, xong những ngày còn lại chúng ta không ăn quả táo nào hết. Mà các bạn cần phải chia nhỏ ra, và các bạn làm điều đó mỗi ngày. Làm mỗi ngày, làm đều đặn và chia nhỏ công việc ra. Đó, quan trọng ở đây là các bạn phải làm đều, đúng, đủ và đều. Các bạn comment những cái từ khóa hay xuống phía bên dưới video này. Và kết thúc video này, nếu như bạn thấy những điều gì hay tuyệt vời thì bạn hãy đúc kết nó lại thành một bài post, bạn đăng lên Facebook. Bạn đăng lên Facebook của Sơn. Đó, nó sẽ là cái điều nó sẽ lưu giữ lại, để 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, mỗi năm nó lại nhắc lại cái ngày này năm xưa mà các bạn đã được học những cái kiến thức tuyệt vời này. Hoặc là các bạn có thể là quay lại một cái video, các bạn review lại những cái kiến thức mà Sơn đã chia sẻ. Thì như vậy đó là cách giúp các bạn nhớ bài học hơn rất là nhiều. Nhiều cách lắm. Các bạn cũng có thể là post một bài viết ở đó vào trong group. Nếu như các bạn cảm thấy cảm ơn và biết ơn Sơn những cái điều này, các bạn thấy hay thì các bạn post lên. Đó, Sơn rất là khuyến khích các bạn. Mỗi lần bạn làm như vậy, bạn lại lan tỏa, bạn đã giúp đỡ được cho nhiều người khác, và những cái người đó trở thành đồng đội của bạn, họ đã thúc đẩy bạn tiến lên. Đúng không các bạn? Rồi, tiếp theo này, điều số 8. Đó là các bạn cần phải tin tưởng vào bản thân. Đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vì Sơn đã từng thấy rất nhiều người họ mất cái niềm tin vào bản thân. và họ nghĩ rằng ô người kia giỏi hơn, người kia có tài năng, người kia thật là may mắn, người kia chắc là ai đó giúp, người kia là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng họ lại không tin vào bản thân mình. Và chính cái điều mà các bạn mất đi niềm tin vào chính mình á, thì nó sẽ giết chết cái ước mơ của các bạn, giết chết cái mục tiêu của các bạn. Và các bạn lại quay lại cái công việc cũ trước đây, rồi xong bạn lại lầm lũi, làm cho tới 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Và cuối cùng là hết quãng đời của mình. Hãy sống như thể không còn ngày mai, và các bạn hãy khao khát đi. Không biết bây giờ bạn là bao nhiêu tuổi. Bạn là 16 tuổi, 18 tuổi, 30 tuổi, 45 tuổi, hay là thậm chí bây giờ bạn đang là 50 tuổi, như anh chị đang là 50 tuổi. Thì mình vẫn còn thời gian để mình thay đổi. Thay đổi nếu như bây giờ mình quá già sao? Mình thay đổi để cho những cái lớp phía sau họ nhìn, mình cũng quyết tâm mình thay đổi. Có thể là mục tiêu vừa phải, có thể là cái kết quả nó vừa phải thôi. Nhưng cái sự thay đổi đó nó lại là cái truyền năng lượng rất là lớn cho những cái tiếp thế hệ đằng sau. Nhưng nếu như bây giờ bạn 18 sao? Bạn vẫn còn được cái sự giúp đỡ của gia đình, đúng không? Thì bạn càng cần phải nỗ lực hơn để vượt ra được cái vòng bảo bọc của gia đình của mình. Mình càng làm cái điều đó sớm càng tốt. Sơn nó 18 tuổi là Sơn nó ra bên ngoài rồi, Sơn đi làm rồi, Sơn tự ở nhà riêng, Sơn nó tự thuê nhà, Sơn nó tự làm công việc để kiếm sống rồi. Và cái điều đó là cái điều mà Sơn đã từng trải qua rất nhiều. Thì cái ngày hôm nay, niềm tin vào chính bản thân của mình là một yếu tố quan trọng. Các bạn đây, các bạn có tin vào chính mình không ạ? Các bạn cảm thấy được rằng nghe những cái video mà Sơn nói như vậy, các bạn có thêm một chút cái động lực nào không? Sơn chỉ mong muốn các bạn có thêm một cái động lực, và có thể bật nó nghe mỗi ngày để giúp cho các bạn tiến lên, liên tục tiến lên. Rồi cái điều số 9, điều cuối cùng ở đây. Đây là một trong những cái điều để giúp được cho những người thành công, và họ càng thành công hơn nữa, đó là một trái tim biết ơn. Cho dù trong cuộc sống này mọi điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với bạn, thì bạn hãy coi nó như một món quà, và hãy đón nhận nó, hãy cảm ơn nó. Bạn có làm được điều này không? Bạn làm được điều này không? Mình có một cái trái tim biết ơn, một cái lòng biết ơn. Ai đó đã giúp mình ngày hôm nay, ai đó cho mình một kiến thức, ai đó đã giúp cho mình một cơ hội mới, ai đó đã mở cho mình một cánh cổng mới. Thậm chí là mình sẽ biết ơn cả những cái người mà họ đã làm những điều tồi tệ và xấu xa nhất trong cuộc đời của mình. Họ đã lừa tiền của mình, họ đã nói dối mình, họ đã nói xấu mình. Thì mình vẫn biết ơn những người đó đã cho mình một bài học. Còn góc độ của họ, cái điều gì không tốt xảy đến với họ, chúng ta không còn quan tâm. Không, mà chúng ta hãy quan tâm về chính mình. Đó là mình hãy biết ơn những cái bài học mà họ đã đưa đến cho mình. Các bạn có làm điều này không ạ? Thì đó là một trong những cái tư duy của những cái người mà giúp cho họ thành công, và càng thành công hơn nữa. Và thực sự cái trái tim biết ơn này, đó là một cái điều nếu như bạn càng lớn hơn thì bạn sẽ càng có một cái cảm nhận sâu sắc hơn rất là nhiều. Nên Sơn luôn luôn biết ơn những người thầy của Sơn. Sơn biết ơn những người mà đã dẫn dắt mình, đã cho mình một kiến thức, cho mình một cơ hội. Và mình luôn luôn cảm ơn họ. Mình gặp hết người này người kia, mình luôn luôn mình nói tốt về những người đó, cho dù đâu đó một vài cái điều họ có thể là chưa tốt, chưa hoàn thiện. Bạn nghĩ mà xem, ai cũng là con người mà, làm gì có chuyện đó là họ có thể hoàn thiện được hết tất cả mọi thứ đâu. Thì luôn luôn đó, chúng ta có một cái trái tim biết ơn và cảm ơn. Và những cái điều tốt đẹp tuyệt vời luôn luôn sẽ đến với các bạn. Và đây là 9 tư duy quan trọng của một người làm Affiliate Marketing, cũng như là Make Money Online, kiếm tiền trên mạng. Thì nếu như bạn thích cái tư duy nào, có thể comment phía bên dưới video này. Bạn thích cái điều nào có thể comment xuống, và có thể đăng tải những cái điều này lên Facebook, tag tên Sơn vào cũng có được. Ok, và Sơn hy vọng rằng cái điều này sẽ giúp cho các bạn có một cái góc nhìn, và có một cái động lực mới, một cái năng lượng mới để chúng ta sẽ tiếp tục trong những chuỗi hành trình tiếp theo. Và kết luận lại thì Sơn sẽ mong chờ các bạn đón xem tiếp những cái phần mà Sơn sẽ chuẩn bị quay nữa. Đó là các case study thành công và những cái bài học thực tế. Thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái case study, những cái bài học, những cái bài giảng của những người bạn, có thể là học viên của Sơn, cũng có thể là Sơn sẽ mời về, và những người bạn này đã ra được cái kết quả thực sự rồi. Thì những người mà sinh năm 98, 99, 95, hay còn cũng có những anh chị lớn tuổi hơn 30, 40, làm sao họ thành công được, thì Sơn nó sẽ có những cái buổi phỏng vấn như vậy. Và Sơn hy vọng rằng trong những câu chuyện sẽ có những cái bài học để các bạn có thể đúc kết ra để giúp cho các bạn thành công hơn trong cái con đường các bạn đã làm affiliate marketing và kiếm tiền trên mạng. Các bạn nhớ là chúng ta hãy ghi chép lại và học một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc, và Sơn sẽ còn quay lại với các bạn. Nếu như bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút like, chia sẻ video này tới cho nhiều người khác để họ cùng học chung với các bạn và tạo ra được cái cộng đồng những người bạn ưu tú cùng với các bạn. Và trong những cái video tiếp theo sẽ là những cái thông tin vô cùng hữu ích và nó rất là giá trị, và Sơn tin chắc rằng sẽ giúp được hàng trăm người sẽ thay đổi, và Sơn tin chắc chắn nếu như bạn coi hết video tới bây giờ thì cái người tiếp theo đó rất có khả năng chính là bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.